Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình có lên hai cái thùng hàng. Thì hôm nay không phải là cá koi mà là một số loại cá thả phụ kiện, cá thủy sinh, cá thả bể kính nhá. Có cả các loại cây mà lâu rồi không có hàng, như là lát nữa đi chi tiết nó cụ thể hơn. Thì hôm nay cũng là tầm khoảng giữa tháng thì mình vẫn có cái chương trình là tích điểm hàng tháng, tức là trong một tháng từ đầu tháng đến cuối tháng sẽ tích tổng hóa đơn, thì sẽ rút thăm, chúng bốc thăm vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng, tháng 8 đấy. Thì ngày hôm đấy thì các bạn đến vào khung giờ như trên nhé, sáng và chiều, thì sẽ rút thăm trúng thưởng. Về phần thưởng thì sẽ tùy theo giá trị, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nhà tài trợ các bạn ạ. Đấy, nhà tài trợ của thương hiệu nào có góp thêm cùng với cửa hàng nữa thì sẽ có những cái giải to hay nhỏ là tùy thuộc vào nhà tài trợ. Còn trước mắt thì phần thưởng thì từ giải 500 giải khuyến khích đến tận một giải đặc biệt này, như vậy là tất cả các phiếu bốc thăm là đều có thưởng. Nên mọi người yên tâm, phần thưởng dù có nhỏ hay là lớn thì nó cũng là một cái gì đấy, nó sẽ là cái tinh thần, nó cổ vũ mình cái tinh thần. Đấy, ví dụ như giải đặc biệt này, một cái bể 60 cộng với một vài những cái đồ khác nữa để chơi, cộng thêm cả voucher để giảm giá mua hàng nữa. Đấy, thì trị giá của cái bể thì nó sẽ tương ứng với khoảng một vài triệu, nhỏ nhỏ thôi. Thế nhưng mà đối với anh em chơi cá thì nó rất là ý nghĩa. Vậy nhá, thì đấy mình có thông báo về cái lịch bốc thăm như vậy. Còn mình sẽ mở hai cái thùng hàng này, xem là có cá phụ kiện ngày hôm nay là có gì. Các bạn cập nhật hàng mới về này, để xem bổ sung thêm bể của mình, sẽ cần phải bổ sung thêm gì không. Và cây các loại lâu rồi không về thì hôm nay cũng sẽ có về luôn. Đấy thôi, triển khai thôi. Bây giờ thì sẽ bỏ nhấc hết cả ra ngoài đã, để phân loại xong bắt đầu mới cho vào trong. Nên là giả hết xuống đất ấy. Đây cái thùng này. Đây nhìn qua thì có giấy nhá, giấy lá tròn về này. Hàng đẹp chưa? Xanh mơn mởn luôn, đẹp luôn. Đấy, hàng này nó hơi khan. Bỏ hết xuống, bỏ xuống đất luôn được, trực tiếp xuống đất luôn được. Đấy là có giấy lá tròn mình nhìn thấy rồi, đây là có giấy nana tàu này. Giấy nana tàu này, cho xuống này. Giấy hoa, giấy trùng, giấy nhỡ, giấy lá vàng, giấy lá dài. Nhiều ghê đấy, các loại này, nhìn thấy. Đây là gì thứ nhỉ, gọi là gì nhỉ? Quên mất nãy giờ không quay vào với. Lan nước. Hay là lưỡi mèo. Kiểu đấy à. Thật ra thì nó cũng chưa có cái chuẩn, tại vì người thì gọi này, người thì gọi kia. Đấy là một số loại cây nhá. Mình vừa nãy mình chưa quay chính xác, mình không để ý vào màn hình. Thì mình cứ gọi là lưỡi mèo đi. Lưỡi mác đi. Tại vì nhiều người thì gọi là lan nước, nhưng lan nước thì mình có loại khác, loại dây cơ. Giấy. Ok, thế là ít nhỉ? Cây ít quá. Bên này nữa. Rồi, bỏ xuống. Đây là giấy lá vàng này. Đây là giấy lá vàng này. Vẫn là giấy lá tròn này. Về nhiều giấy lá tròn quá. Hàng ấy khách cần. Lấy con dao. Giấy lá vàng. Ok, giấy lá vàng. Cho xuống. Đây. Đây, mình thử bỏ ra một cái giấy lá vàng cho bạn xem nhé. Lấy luôn cho anh một cái chậu giấy lá tròn ra. Đấy nhá. Đầy đặn nhá. Không có bị thối ủng gì nhá. Rất là đẹp. Ok. Đây là giấy lá tròn này. Này, cất vào đây. Đây là chân châu ngọc trai các bạn nhé. Đây, chân châu ngọc trai.
thì theo vỉ luôn. Ok, cất ra cái này vào. Rồi, một số cây mình quay trước xong để bỏ ra ngoài, sau đó thì mình sẽ kiểm tra xem là cá có những gì nhé. Ok, xem nào. Cá. Anh nhấc lên cho anh cả. Xem nào. Bảy màu này như là bảy màu tiger phải không? Phải tiger không tứ? Không phải tiger. Tiger đuôi này. Đờ. Đuôi này là tiger mà. Ở trong đâu vậy? Cho vào trong. Xem cái ấy bên bên nhóm nhá tứ. Nhìn ra bảy màu trên nhóm xem. Đây là loại rồng đỏ phải không? Tứ cũng chịu. Bởi vì sau khi ngồi hóa đơn thời gian là các quay lại các loại cá gần như anh phải hỏi hết mà. Kết xăm nhá. Kết xăm có cả kết vàng đấy kìa. Kết xăm. Đây chắc là cá. Ừ. Bảy màu mái thường. Đây. Hay là vừa nãy là hoa. Khả năng cao là bảy màu hoa. Hồng với màu vịt. Đây là về bía. Hồng với màu vịt, size nhỏ nhá, size này khoảng hai ngón, hơn hai ngón. Hàng nhỏ. Đấy, ai từ trước nhỉ? Đang hỏi bảy màu đang hồng với màu vịt về nhiều. Đây là mún đỏ nhá. Mún hay là gọi là lựu cũng được. Trong miền Nam mình hay gọi lựu. Hồng với màu vịt hai túi liền. Ok. Thế là hôm nay hàng mới về là có hồng với màu vịt nhá. Đấy, nót lại như vậy. Còn đen đen này lát nữa mở ra xem là cái gì, mình còn chưa nhìn luôn. Đây mình cũng vận chuyển thì đóng thùng xốp và từng túi một nhé. Đi vận chuyển các tỉnh mình cũng sẽ đóng như vậy thôi. Đây là các bạn nào ở tỉnh thì đặt hàng thì cũng sẽ nhận hàng như này. Đấy, các bạn yên tâm. Thời gian bơm oxy nào kia thì đấy là mình cũng sẽ cân nhắc xem là các bạn đang ở đâu, ở tỉnh thành nào có xe về thuận tiện không, thì cũng sẽ đóng bơm oxy để làm sao mà đủ để đạt được đi quãng đường như vậy. Nếu mà xa quá không gửi được thì mình cũng sẽ báo luôn. Ví dụ như một số bác ở trong miền Tây nhắn tin ra thì mình cũng xin trả lời là thật ra thì nếu để gửi thì mình vẫn gửi được. Thế nhưng mà chi phí thì nó đáng lẽ là giá mình đưa rất là hợp lý, rất rẻ, nhưng mà để chi phí vận chuyển thì cái giá thành lại thành rất là cao. Nên là mình vẫn khuyên là ở trong miền Tây thì nên liên hệ ở gần trước. Trừ khi không có thì mình sẽ cung cấp. Ok, bảy màu tiếp. Lát nữa mình sẽ check và sẽ xem nó là bảy loại gì. Mấy túi đen đen này cho vào luôn. Bởi vì chưa biết loại gì. Cũng bảy màu này, đây là cái này. Loại này với loại vừa rồi ấy là cùng một loại nhá. Chống mái. Nên là để gần nhau. Bởi vì thông thường ấy về sẽ là chống riêng, mái riêng, thì loại nào mà giống giống nhau thì để tức là để gần nhau để lát nữa phân biệt cho dễ. Không có để riêng ra lúc là chịu chết luôn. Hồng két này. Hồng két có size này là size khoảng 3 ngón rưỡi, 4 ngón này. Toàn túi đen kìa. Thế thì lát nữa lại phải đợi xem là mở túi xem là có gì thôi. Nhá, thì lại xin phép các bạn đợi một xíu vậy. Đấy. Đây đang công tác chuyển vào. Xong bắt đầu là phân loại cho làm quen nước. Đây là ấy à? Tai tượng à? Và một túi à, tai tượng đúng không? Tai tượng này là size to đấy, size bàn tay đấy. Đấy, size. Ôi, nhanh quá. Size bàn tay nhá. Size bàn tay nhá. Đấy. Trong lòng bàn tay luôn. Đây là về màu này.
màu này đẹp mà. Đợt trước vừa rồi là toàn đen thôi, này trong lòng bàn tay các bạn này. Ok, nhiều người hỏi size cá, thật ra size cá thì bọn em cũng chỉ là phân biệt nó to nhỏ như nào thôi. Đôi khi nó có lệch một chút, nhỏ hơn hoặc to hơn một chút thì bọn em cũng vẫn gọi chung nó một size. Bởi vì gọi đằng size để tính tiền cho dễ, giá bao nhiêu cho dễ. Đây là hàng đen nhá, còn kia còn đấy là hàng đỏ nhá, gọi là đỏ đen nhá. Vàng đen. Đấy. Ok. Mình đang thả cá ra rồi, cũng xong hết rồi. Cây cũng đang cho ra các bể rồi. Đấy. Cây cắt cắm, rất là nhiều loại đa dạng. Đây nhá, tai tượng nhá. Xài to nhìn đã chưa? Những con nhỏ này là của bể cũ nhé. Hai con kia đang ganh nhau. Đấy, nó ganh kiểu vậy thôi chứ không đến nỗi đánh nhau đến gọi là vùi dập đến chết nhé các bạn nhé. Đấy, mình gọi là nó thơm nhau. Nhiều người gọi là ganh nhau. Đâu ấy nhỉ? Ô, về ở đây bể này, nhưng bể này đang tắt điện. Bể này đang bị tắt điện. Thôi kệ đi. Tắt điện thì xem theo cách tắt điện. Có két vàng, két đỏ, có két xăm, bên kia là két xăm. Vàng, đỏ, xăm. Đấy, rất là đẹp nha. Cái xăm hay gọi là kết hoa đấy. Đó, bông hoa này. Đâu nữa nhỉ? Bảy màu, như bảy màu biết thả bể nào. Bảy màu thả bể nào ấy? À, bảy màu vẫn chưa thả ra, vẫn đang cho làm quen nước. Đây bảy màu nhá. Có. Nhưng mà để xem nào cùng loại lát nữa phân biệt cho nó dễ nhé. Đấy bảy màu. Vừa nãy không thần tiên, quảng cáo qua thêm một chút thần tiên ba màu. Có hàng. Về tài phát, đây tài phát đây thả ra bể này. To quá. Toàn hàng to.
Thôi mình xin kết thúc video ở đây nhé. Hàng thì mình cũng cập nhật số lượng các loại có rồi. À, thiếu hồng vĩ màu vịt. Đấy. Nhưng mà thôi, chào video rồi, mình sẽ có cái video một đoạn ngắn về hồng vĩ màu vịt nhé. Thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đây, mình cần con này là rô phi phải không? Thả rô phi vào cá mồi này, nó đuổi cá mồi cả ngày luôn này, nó ăn không chán luôn này. Đấy, đấy, nó đuổi theo à. Đấy. Nó đuổi theo cá mồi nó ăn. Nhưng mà để bắt được mồi khó chứ đâu phải dễ đâu. Nhưng mà mồm đang ngậm đầy cá mồi luôn. Còn là hồng vĩ màu vịt đấy nhá. Size nhỏ nhỏ xinh xinh đấy nhá. Thank you.